Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành công thương với đặc thù sản xuất công nghiệp và thương mại góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế. Những năm gần đây, ngành công thương đặc biệt quan tâm phát triển công nghiệp theo hướng sản xuất sạch hơn, phát triển năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế tuần hoàn. Mới đây, Chính phủ có quyết định số 687 QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Trong đó, giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí về kinh tế tuần hoàn, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mục tiêu của đề án là góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải nhà kính trên GDP ít nhất 15% so với năm 2014 vào năm 2030, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về không vào năm 2050. Trong hoạt động công nghiệp và thương mại, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa chiếm đến 2/3 chu trình cung cầu. Do vậy, ngành công thương có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Vừa qua tại hội thảo phát triển kinh tế tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp, tiềm năng từ tái chế chất thải được Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu đến từ các bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp với nội dung trọng tâm là phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế từ chất thải nhưng vẫn đảm bảo về môi trường. Cái hội thảo này nó cũng có cái ý nghĩa là tuyên truyền, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cái doanh nghiệp và các cái cơ quan liên quan về cái kinh tế tuần hoàn trong cái sản xuất công nghiệp cũng như là vấn đề xử lý chất thải. Các cái doanh nghiệp phải hiểu đúng thế nào là cái kinh tế tuần hoàn. Kinh tế tuần hoàn nó chính là có thể quy giảm là 3 giảm và 1 tăng. Ở khía cạnh kinh tế thì đó là chúng ta phải giảm cái nguyên liệu đầu vào trong cái sản xuất. Thứ hai nữa là chúng ta phải giảm cái chất thải ra môi trường, và thứ ba đó là chúng ta phải giảm các cái tác động tiêu cực đến môi trường, và một tăng đó là gì, tăng cái vòng đời sản phẩm, tức là nó bền vững, nó lâu dài hơn. Thực sự thì cái việc kinh tế tuần hoàn nó rất có ý nghĩa, và cái việc này là cái việc mà nhà nước cũng như là tất cả các ban ngành đang hướng tới. Thì lý do chính là bởi vì từ rác thải chúng ta có thể tái sử dụng được. Thì cái việc tái sử dụng đấy thì giống như là các nhà máy xử lý rác thải, người ta có thể là tái sử dụng từ rác thải, người ta làm ra gạch, người ta làm ra composite nhựa, thì có rất nhiều cái ưu điểm cũng như là lợi ích của việc mà tái sử dụng. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tình hình xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các đơn vị từ năm 2018 trở lại đây có xu hướng gia tăng theo thời gian, năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ năm 2021 khá cao, đạt 84%. Có được mức tiêu thụ này là do các địa phương có nhà máy trên địa bàn đã ban hành các văn bản hỗ trợ doanh nghiệp trong tiêu thụ tro xỉ, điển hình như các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Bên cạnh đó, các nhà máy nhiệt điện đã chủ động đa dạng hóa các hình thức tiêu thụ tro xỉ. Sản phẩm tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện được thực hiện cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó chủ yếu để làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Không chỉ ngành công thương mà toàn bộ cả nền kinh tế, khi chúng ta đang mong muốn phát triển theo nền kinh tế tuần hoàn thì cái câu đầu tiên mà tôi cho rằng là quan điểm của tôi là phải thay đổi quan điểm cách nghĩ về chất thải, và chúng ta phải thay đổi về cái tư duy của chất thải. Chất thải nó là sản phẩm còn lại của quá trình sản xuất, chính vì vậy mà chúng ta phải làm sao cho vật chất có hiệu quả nhất. Đấy là một trong cái điều vô cùng quan trọng mà tôi cho rằng cái việc điều kiện là một phần, nhưng cái chính vẫn là cái động lực để thúc đẩy. Chính vì vậy trong cái ngành công thương cũng như tất cả các nền kinh tế của chúng ta thì cũng thấy rằng phải song song cái việc thay đổi vấn đề về tư duy, vấn đề kỹ thuật thì chúng ta phải làm đồng bộ từ khâu truyền thông, nâng cao nhận thức của tất cả các doanh nghiệp. Trong những năm qua, để đáp ứng những yêu cầu về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn, ngành công thương đã nỗ lực với việc xử lý các vấn đề ô nhiễm, các vi phạm về môi trường và từng bước kiểm soát các nguồn thải trong các ngành công nghiệp có nguy cơ cao như sản xuất thép, nhiệt điện, hóa chất, khoáng sản, luyện kim, v.v. Tuy nhiên, trình độ công nghiệp, thiết bị trong nhiều lĩnh vực công nghiệp được đầu tư qua nhiều giai đoạn, do vậy cần thay đổi, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường và thực hiện việc phát triển kinh tế tuần hoàn.